trên trời. Thôi dạ chúc chú ăn ngon miệng nha. Đây nè, đây cụ hả? Ông đây ha. Dạ, đây đây qua đây luôn. Mừng không? Mừng. Một chai. Một chai. Rồi đưa phòng Mỹ với phòng đây qua đây. Cơ. Đây với đây chung. Dạ. Rồi đúng rồi. Dạ. Dạ, đâu mà cười con coi. Cho nó nói mẹ chứ tôi gặp bà ngoại ra tôi nói mấy chú đây chụp hình ai biết đâu à. Nói bà có nói giờ là gì gửi con cháu không? Ừ. Nói dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì được sự hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản và chị giấu tên ở Canada, thì hôm nay buổi hồi sẽ tiến hành phát quà trong đợt Covid này cho những cái hộ nghèo và cận nghèo ở trong xã của Bùi Hồ. Thì mỗi một hộ như thế thì nghèo với cận nghèo thì sẽ nhận được 10kg gạo, một thùng mì với lại một chai nước mắm ở đây. Thì tổng cộng thì gồm có 210 hộ, gồm có 210 phần quà và đây gồm có là 2 tấn mốt gạo, 210 thùng mì với lại là 210 chai nước mắm. Đây cô bác của anh chị đó, tổng cộng là số tiền thì mình sẽ Bùi Hồ sẽ cập nhật ở dưới cuối video clip để cho cô bác của anh chị nắm rõ về tình hình phát gạo, tổng cộng là hơn 40. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ chuyển hai lần xe, một lần thì đi hai ấp, và trước tiên thì sẽ đi ấp Hạ và ấp Tân Phú B. Thì ấp Hạ và ấp Tân Phú B hộ nghèo với lại cận nghèo thì gồm có mỗi một ấp là có 40 hộ, là hai ấp là sẽ 80 hộ, đi hai xe, đi một cái chiếc xe này của anh Vũ thợ sắt với lại một cái chiếc xe của anh Nu đằng kia. Xe này thì chở mì, xe Nu là chở gạo với lại nước mắm anh Nu. Dạ. Điểm mấy đặt? 2, 4, 6. Đẩy. Leo lên nào. Ôi Đạt ơi, đã không, đừng chắc vậy, chắc ra ngoài sau luôn đi Đạt. Tại mình đi vậy đặng nữa dễ kiểm, hiểu không? Mỗi thứ là 8 đi. Đây là có lão tướng. Ông Tư năm nay nhiêu rồi ông Tư? Bên đây ăn chục cũng hết 60 rồi. 60 nhìn nó còn tải khô. 60 tưởng là 16 luôn hả? Mỗi ngấy là nhiêu, là 8 hả? 4, 6, 8. Đứng quay chút xíu chắc tiếp. Cái này chắc hơn chút, chắc hơn trước trọng lên đây. Chỗ này khó nhét. Mỗi một hộ như thế gồm có mì với lại gạo với lại một chai nước mắm. Thì mỗi một phần quà như thế là trị giá là 210 mấy ngàn á. Tại mì hết 100 ngàn nè. Mắm 15 ngàn, 115 gạo 10 giờ. 100 mấy ngàn nè. Mình không biết cái mì này mua 100 ngàn giá như thế nào, nhưng mà thấy giá nó hơi cao. Chị kia ba chị tiệm tập quá gì ở Thanh Bình á, mua số lượng nhiều. 100 ngàn một thùng. Đợt này mới có mì mấy đợt trước là không có mì luôn hay vậy? Trước là Đức Hàng. Đức Hàng. Lát nữa rút, ơi đừng chắc dày quá, lát nữa rút ra khó hiểu không? Rút ra chậm á. Cái này chắc nó mưa không ướt hay đâu. Sao ông đi cái này trời thời tiết mưa.
đây mỗi thùng 18 chai nước mắm. Đây có bô 80 chai. Đi hai ấp này trước. Chai nước mắm này nhìn đẹp lắm. Chai lẻ xong nhét vô đó luôn. Hả? À, nhét nhét vô không, cái thùng nó đủ rồi. Đây nè, mỗi thùng hộ chai nước mắm gì được luôn. 15.000 chai. Ủa luôn vậy? Không? Được quá trời chưa? 10 kg. Đây này. Quá trời cái đường nó dơ rồi. Trời ơi trời. Con gửi gì? À còn nói gì qua đây đi gì, qua đây đi gì? Đây đây đây. 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 Một bao chai nước mắm nữa. Rồi. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Rồi. Rồi nước mắm nữa, nước mắm nữa, nước mắm nữa được không ta? Ở đâu nè? Rồi có rồi, có rồi, đủ rồi. Đây, cảm ơn anh rồi. Anh đẹp trai thì dễ yêu. Rồi. Mà khó thương. Đẹp trai thương không? Cảm ơn. Dạ bà. Dạ. 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 Cảm ơn bà. Cảm được không? Mỗi lần đi như vậy thì mình phải có cái danh sách của các chú ở ấp. Mình phát trực tiếp nhưng các chú chỉ thì mình mới biết được cái hộ nào đang trong cái hoàn cảnh khó khăn. Bên đây. Cụ. Con gửi cụ nha, con để đây nha. Con để đây cho bà nha. Dạ, chúc bà ăn ngon. Dạ, không ngày còn gạo ăn không bà? Dạ. Dạ. Không ngày còn gạo ăn không? Mua hết rồi. Hết hả? Dạ thôi con đi nha. Lai ga này cũng lâu thanh luôn. Rồi đi. Bên đây phải không? Dạ. Bên đây phải không? Đó, được rồi. Để cho bà cụ đó đi qua luôn. Bên đây hả? Bên kia? Lên đi Dũng. Chứ bà cụ đi đâu xuống được. Sống à. Anh thôi gửi cho bà cụ ha anh ha. Dạ. Đi mấy lần gặp công an rồi. Đây. Dạ con gửi cô. Dạ. Cái này mì nó ướt. Dạ. Dạ. Rồi. Chúc cô ngon miệng. Dạ. Tư không gài còn gạo ăn không Tư? Dạ con không gài còn gạo ăn không không? Để xuống đi. Để đi. Không gài không còn gạo ăn không? Hết hả? Thôi hôm nay chúc ông ngon ngon miệng nha. Gỡ gạo với mì cho ông ăn ngon miệng. Cảm ơn ha. Dạ. Chào ông.
đây con cầm tiếp cho, cầm tiếp không, hai bịch gạo nữa, hát gạo nữa Dượng ơi. Rồi. Tới đó mà gạo nữa. Gạo trên đó nè. Ở đây là hai hộ hai nhà ông Tư. Hai hộ. Dạ. Bên gạo đó. Dạ, em gửi anh ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh ha. Dạ. Anh Kiếm Thị hả? Dạ dạ. Rồi, chúc anh gia đình ăn ngon miệng, hổm gà nhà còn gạo ăn không? Dạ cũng còn hết anh ạ. Vậy hả? Dạ. Rồi thêm 10 kg gạo nữa, hai nhà này. Dạ. Nhà này hổm gà có đâu có lao động gì được hả? Dạ. Em đi bán vé số rồi mắc kẹt ngoài Sài Gòn á, hội đồng hương mới rước về còn cách ly tại nhà nè. Ôi. Còn cách ly hả? Dạ, còn cách ly nè, cách ly chính quyền 7 ngày rồi về mới cách ly được 5-6 ngày vậy. Dạ, rồi thôi, chúc anh sức khỏe ha. Dạ rồi. Bà ba. Chào bà. Đây một mừng. Mình chào. Dạ. Rồi em gửi anh nha. Cái này phần của ông hay quá. Dạ. Xin chúc hả? Đây nè. Rồi, để cô ha. Đó rồi. Dạ. Con mình hả cô? Dạ hả? Nhà cô dột trống trước dột sau luôn hả? Rồi ơi. Kìa, vô cái nhà kìa. Ở nhà cô mấy người? Có hai đứa con mà là ông mắc thì nó đi mặn cạt máy rồi. Dạ. À, ông mắc hôm nào hả? Nó mới 2 năm mấy rồi. Dạ. Ừ. Thôi con chào cô con đi ha, còn nhiều hồ. Dạ. Rồi hồ, bên cực. Đây em gửi cho anh ha. Dạ gửi gia đình mình. Rồi bà gửi bà. Cảm ơn nha mấy chú. Dạ. Tổ quá giúp được gì mừng dữ lắm chú ơi. Rồi. Dạ xin chào bà. Lấy ấy đi Dượng. Lấy gạo kìa. Lấy gạo đây đưa con. Đưa thùng mì con. Đây. Chú nhà ơi. Không có nhà. La nó coi chừng. Này con. Đây. Rồi gửi cô nha. Rồi con chào con. Nhận cho ngoại mẹ phần nè. Đây. Đây con. Cái này có ngoại. Cái này có ngoại không? Cái nhà bên kia kìa. Cái nhà bên kia kìa. Không con không có con. Ông bé. Rồi. Con chú. Rồi chú chào con. Gửi bà chú. Gửi ông nè. Gạo nữa không? Gạo nữa. Không con cái này có phần nha con nha. Có rồi. Nghèo với cận nghèo. Dạ. Rồi á. Dạ con giàu. Dạ. Đây. Hai. Dạ. Bà hai bà cụ ơi. Dạ. Con gửi cho cụ nè. Cảm ơn. Dạ. Đây, con gửi cụ nước mắm với mì với lại gạo ha. Dạ, 10 cái gạo. 10 cái còn hay sao nữa. Đây là hai để hai phần đây luôn không Tân? Gửi luôn cái gì? Này nè, đem vô đi con, kêu mẹ ra. Mẹ nó ở sao lại. Thôi giờ ở nhà kìa. Này cận nghèo hay nghèo vậy hai? Cận nghèo hả? Dạ. Dạ chị qua đây lấy luôn. Được cái máy là lặn nhất thôi. Để chung nè. Còn phần cửa buồn rồi. Để đây luôn nghe con. Dạ rồi, con chào con. Cụ đây nước mắm. Dạ. Đây, gạo đây nghe cụ. Đem vô luôn hay sao? Rồi đây chú ơi. Rồi. Con chào ông nha cụ. Dạ. Lấy mày dưới lấy gạo luôn nè. Rồi em. Rồi, anh gửi nha. Rồi. Rồi đây. Mày với nước mắm. Chị nhớ em không? Nhớ. Đây gửi cho nhà mình ha.
Ở ngày có đi làm được không chị? Có đi làm được đâu, giờ mấy nhỏ sách vở không có đồ dụng cụ để học luôn hả? Không có sách vở để học luôn hả? Ờ. Ở đây mấy hộ chị? Đây một hộ à. Một hộ ha. Rồi em gửi cho mình ha. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ chúc ngon miệng. Rồi, gỡ bà gạo mì với lại nước mắm nha. Dạ. Bạn tương hay mặn? Dạ, mặn tương gì cũng ăn hết trơn. Dạ hả? Dạ. Dạ, con gửi cho bà. Chúc dạ bà ngon miệng nha. Cho nhiều quá dữ ra. Rồi, hôm nay bà còn gạo ăn không? Dạ, con. Dạ hả? Ừ. Dạ. Thôi con đưa bạn đi nha. Dạ. Con đưa bạn đi. Dạ, còn còn mấy phát mấy hộ còn lại nữa. Nói cái gì có nghe đâu, điếc quá. Con đi. Bà, con đi nha bà. Dạ, dạ, cảm dạ, ơn. Dạ, dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Rồi. Dạ khỏi 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 chú. Nè chú. Dạ. Rồi con gửi luôn. Mày. Bà cũ, gặp bà cũ này quen nè. Anh gặp. Đem vô cho bà luôn. Ủa bà đi làm cỏ vậy? Móc lúa hả bà? Hơn dạ con gửi cho bà ha. Dạ vậy cảm ơn. Dạ bà năm nay nhiêu con quên, chín mấy rồi? 76 con đã dưới này ha. Rồi con ca con cái về được chưa? Chưa, cái gì phải về là ở luôn. Về là ở luôn hả? Ở về luôn. Con cái khỏe hết hả bà? Khỏe. Dạ hôm nay 71 tuổi đó. Dạ tết này là 72. Ờ nhìn có duyên ghê, có bóm nhìn có duyên. À sao mà mấy nhỏ nó chụp hình rồi, sao mấy nhỏ nó gặp tôi ngoài không ạ? À? Dạ, đâu mà cười con coi coi. Cho nó nói mà mẹ mẹ, chứ tôi gặp bà ngoại đâu, tôi nói mấy chú đi chụp hình ai biết đâu à. Nói mà con nói về là gì gửi con cháu mà không? Ừ. Nói gì gửi con cháu mà không? Gửi gì giờ, gửi gì giờ nữa. Nói đã con đưa lên mạng gửi cho ngoại. Gửi ngoại gì nó có nói gặp rồi. Dạ gặp rồi, bây giờ nói là cho nhắn gửi con cháu không? Dạ nhắn gửi con cháu mày mạnh giỏi đi, hết bệnh rồi gì à. Hết bệnh gì à. Dạ rồi, chào bà ha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Giờ móc lúa bơ bơ kìa. Dạ, móc được nhiều chưa bà? Móc được chứ, được, được dạ, dạ được. Dạ. Dưới mua thêm cho con gà nè, ăn chứ đâu có gì đâu. Mới đi móc về thấy nắng rồi về đi bơ đó lúa đó. Dạ. Rồi gì mấy chú gì được, cũng cảm ơn trời ơi, tôi giá cho mạnh giỏi hết trơn trời. Trời. Rồi, ở đây nhà sâu sâu không ha. Nhưng khi mấy bà cụ đi ra ngoài đường lấy không được hay không cơ? Cụ ơi. Cụ cho bà gạo cụ ơi. Gạo với mày với nước mắm đó cụ. Nhà cụ mấy người? Có hai mẹ con mà thằng kia mặn là Dũng Tàu mất kẹt ngoài rồi, ở nhà có mình. Dạ. Rồi ở nhà có mình rồi, hổm gà còn gạo ăn không cụ? Hổm còn. Dạ hả? Bỏ ngoài đi nằm bệnh viện mới gì hôm đó nay hai mấy hôm mười mấy bữa đây nè. Cụ bệnh hay gì? Bệnh đi không nghỉ với bà nằm dưới 60 bữa. Dạ. Cũng còn hôm nay thì gạo ăn cho hết dịch, mong hết dịch ha, khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi con chào cụ ha. Dạ. Nhà có mình một à. Dạ. Đây, em gửi anh thêm. Rồi chị. Rồi, chúc chị ngon miệng nha. Hôm nay còn gạo ăn không? Ừ, ta. Ôi. Con, hai thằng luôn con. Con gửi con ha. Đây mấy phần chú... hai phần ha. Đây con gửi con. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ con gửi con. Dạ. Dạ có nước mắm. Dạ, dạ. Cho chị đỡ ăn dễ khen cũng còn dạ. À, cho đỡ ăn người dành cho cũng khỏe phần dữ lắm. Dạ. Phần dạ. Trời mà. Dạ. Thì buổi sáng giờ rồi mà mới xong có một ấp, bây giờ mình đang phát ở một cái ấp thứ hai. Rồi sau khi về ăn cơm xong thì mình sẽ đi phát hai ấp còn lại. Hai thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản, còn chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện video clip ngày nay hôm nay, cũng như giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa Covid này.
Đây thì Bùi Hồ sẽ thông qua tổng cộng chi phí phát quà cho xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Một là 2.100kg gạo 10.200 đồng 1kg là 21.420.000 đồng. Hai là 210 thùng mì với lại nước mắm 115.000 đồng. Một phần là 24.150.000 đồng. Tổng cộng chi phí là 45.570.000 đồng. Bùi Hồ cũng xin thông qua danh sách mạnh thường quân ủng hộ. Một là trích quỹ của chị Xuyên ở Nhật Bản 25.570.000 đồng. Hai là trích quỹ của chị giấu tên ở Canada 20.000.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân và chúc hai chị cùng gia đình sức khỏe an lạc. Sau đây là clip Bùi Hồ đi phát quà cho hai ấp còn lại gồm ấp Tân Phú A và ấp Tân Hội thuộc xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Vậy cô bác quý chị cùng đón xem. Và bây giờ thì đầu giờ chiều mấy anh em không có nghỉ trưa luôn để mà đi tới hai cái ấp, đó là ấp Tân Phú B, Tân Phú A với lại ấp Tân Hội. Thì còn lại là 130 phần anh Cực. 130 phần. Sáng thì phát là 100 sáng phát là 80 phần cho hai ấp. Bây giờ chiều nay có ông thầy nữa nè. Hết không? Hả? Này tới 130 chục phần. Ủa sao lại nhỏ hơn phải không? Dạ. Lát nữa đẩy nước mắm ở đâu? Trên luôn rồi. Trước. Kéo qua đây nè, nhờ nó không tục đi. Để nó khác luôn. Luôn. Vậy chở vô không hết rồi. Có gì băng về coi cái hàng nào cao mình băng lại. Để đứng lên được không ta? Hết, hết trơn à. Ra còn mấy thùng nữa hết rồi. Được không nè? Khỏi băng lại nè ơi. Cái hàng đầu này là cũng như mấy hàng đầu mình khỏi băng. Ừ. Băng lại bắt đầu. Làm buổi trưa luôn. Anh tài xế nói thôi làm buổi trưa luôn. Anh nu. Nước mắm nè, để thì sao này hai thùng đây. Sợ chiều đi mưa. Đây ốc ơi. Đây luôn nè. Dạ. Dạ. Bình thường cái gì đâu, đây để đây nè. Nó. Đây đây. Đây Dương. Đây Dương ơi. Đây luôn đi luôn. Mồ hôi ngon cơ cháy chảy rồi. Trong nhà mày có phụ băng dạ. Keo nào không? Không biết. Có gạo chưa Dượng? Gạo sao mà. Còn gạo nữa cứu ơi. Dạ. Rồi con chúc cụ ngon miệng nha. Dạ. Trời ơi chạy rớt. Đúng vô. Tước bằng luôn bây giờ. Ủa, con gửi cậu. Dạ. Chứ ngân. Lên lên nhậu luôn đi, dọn nhậu đi, tống lên nhậu luôn. Rồi. Đồ ăn đủ rồi nhậu. Ông Cường đem vô tới nhà luôn. Người chạy người bao chịu nè đâu. Ngồi đủ kiểu luôn. Dạ. Đợt này đi đợt buổi trưa này xe chạy cũng không nổi luôn hay vậy? Nè cậu ơi. Dạ. Rồi cho chúc cụ ngon miệng nha. Mì với gạo nè, mì với lại nước mắm nữa.
Rồi con gửi bà nha. Dạ, chúc bà ăn ngon miệng. Cảm ơn luôn. Dạ. Mấy phần? Rồi. Cái này đúng là chạy được mọi ngõ ngách nè ha. Vậy đó. Hai xe, nhà có hai xe mới đi mau á. Một xe chắc đi chắc 2 ngày luôn á. Ha. Mệt đâu, sớm giờ mệt đâu. Sớm giờ nhảy lên đi xuống là mệt. Không mệt, không mệt. Mày ngồi trên xe không mà có mệt đâu. Lái không được cho dựng tóm là lái. Bữa đó tao kêu mày chạy xuống tao lái đặng cái thôi không mà để tôi lái. Cái đường này đẹp ha. Đường này là đường ở ngoài đây là đường sạt lở, bây giờ vô cái đường mà mình đi phát cái tải á. Những cái nhà đó thì đa số là cắt xong thì bỏ đi Sài Gòn để làm. Còn mấy người mà mắc kẹt ở trên thì mắc kẹt lại ở Bình Dương với Sài Gòn rất là nhiều luôn. Thôi gần. Đây chị. Gần. Đây, con gỡ bà ha. Đây nước mắm đó bà. Rồi, chúc bà ăn ngon nha. Rồi, cảm ơn. Xe có xe gạo chạy trước. Đây con gửi ông nha. Rồi, cảm ơn mấy chú nha. Dạ, đợi lâu. Bà ở với ai bà? Dạ. Ở có mình một hả? Dạ. Có kẹt ngoài luôn hả? Ở có bà năm nay nhiêu rồi? 75 mà trong giấy 71. Ôi ôi. Có đứa cháu đi làm nó kẹt chưa về được luôn. Rồi hổng ngày còn gạo ăn không? Còn. Dạ. Còn. Thôi con chúc bà ăn ngon ha. Dạ à. Giữ gìn sức khỏe hả bà? Đau hoài. Dạ. Đây, con gỡ bà. Hai thùng mì đó. Rồi. Cảm ơn bà bảy đứa đây hả? Vậy đang có đem. Rồi qua đây nhận mì rồi nước mắm luôn. Dạ. Mừng trời. Thôi. Dạ chúc chú ăn ngon miệng nha. Đây nè, đây cụ hả? Ông đây ha. Dạ, đây qua đây luôn. Mừng không? Mừng. Rồi. Ở đây rất là nhiều phần luôn. Đây anh, có gạo chưa? Đây rồi ha. Đây cụ ơi, gửi quà. Đây thịt chơi. À, có đâu rồi? Xong rồi anh. Xong này. Dạ chú. Dạ. Đây. Chú. Chai nước mắm ở trong đó chú. Rồi. Dạ. Rồi, chú. Rồi, đủ không? Đây, em lấy mì ra. Mì. Sao kìa, sao nè. Này, rồi cầm điện kìa. Đây cho ông gạo mì với mắm. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc cụ ngon nha. Cảm ơn nhiều. Ở với ai à cụ? Ở mình à. Ủa, rồi có con cháu gì không? Có con cháu mà nó ở theo mẹ, theo cha nó rồi. Dạ hả? Ông năm nay nhiêu rồi? 78 rồi. Dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe nha cụ nha. Còn dạ. Gạo ăn không? Dạ cũng hết rồi mà. Cây trở qua trở lại sống gì. Dạ. Thôi con thưa cụ con đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Xuống đầu luôn.
mấy phần, mấy phần? Ba. Ba phần ha. Đây. Một chai. Một chai, một chai. Ừ. Một phần, một chai. Rồi, rồi. Rồi đưa phần mì với phần này con đây. Cơ. Không được, không được. Cơ. Đây, đây, đây với đây chung. Dạ. Rồi, rồi, đúng rồi. Dạ. Ồ, thấy hoàn cảnh đáng thương ha. Hai, hai, hai người chắc thiểu năng quá. Đây, đây anh. Đây mì đó. Rồi, ngon miệng nha. Cảm ơn luôn. Rồi. Lấy mì với nước tương luôn chị. Đây, đây em Cường ơi. Nước tương. Nước mắm, nước mắm chứ lộn. Ăn nước chồng miếng. Đi 12 giờ mấy. Mấy giờ vậy? Mấy giờ? Chị ơi, hôm nay nhớ chị. Lấy giùm em nha. Cảm ơn chị nha. Mì nước mắm với gạo cô ơi. Đây, cậu. Gạo gạo gạo. Mấy phần, mấy phần bà? Ba phần ha. Rồi. Con lại đây nha. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ rồi, con lại đây. Đây, gỡ chị nha. Gỡ em nha. Trời ơi, chạy. Cô ơi, lấy nước mắm đâu luôn, nước mắm luôn chưa ơi. Cô. Dạ. Rồi, chúc ngon miệng. Cô, con gửi cô thêm. Đây. Dạ, dạ. Dạ. Đây nước mắm. Mày, chưa chưa làm đó chưa? Cảm ơn chưa? Dạ, cảm ơn cô. Ấp này nữa là gần hết, hồi sáng hai ấp, bây giờ hai ấp nữa, gần hết rồi. Thôi. Dạ. Có nữa. Rồi, con chúc bạn ngon miệng nha. Qua đây lấy mì nữa nè, mì với nước mắm nữa nè. Rồi. Rồi, nổi không? Rồi, nổi không con? Dạ, đây, 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 rồi, rồi, chạy lờ đẳng luôn. Đây, đỡ đây đúng rồi. Rồi, đây. Sao? Mày đó nha. Nước mắm, nước mắm nữa. Dạ rồi. Dạ. Dạ, cái này có danh sách cô ơi. Dạ. Còn không không bên đây, bên đây. Bên đây dạ. Rồi gạo sao chú? Chú lấy gạo sao giùm con. Tí nghỉ vô đâu nhận lận. Dạ, anh ơi. Rồi ngần 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 ngần. Đây nước mắm mì. Kìa, gạo 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 luôn anh à. Lấy gạo sao rồi nha. Được không ha, xong múc rồi. Được không ha, xong múc rồi. Bà với ai? Mình. Bà mình hả? Ừ. Không có con cháu gì sao? Có cháu mà ở riêng hơn đó ba. Dạ, bà năm nay nhiêu rồi? 66 tuổi rồi.
có chị em gì không, sao bà cắt cái chồi nhỏ xíu vậy? Không có chỗ cắt nữa. Dạ. Trước đây bà ở đâu? Trước ở trong 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 cước kia kìa, giờ ở đây. Dạ. Bà ở đây lâu chưa? Lâu rồi, tháng mấy rồi. Tháng mấy? Chồng bà còn hồi đó không có chồng. Hồi đó không có chồng. Ừ. Ở mình đâu. Ở mình hồi đó giờ. Dạ. Cái phim phim nè. Dạ. Ai cắt cho bà ở nhà này đây? Anh ba. Anh ba hả? Dạ. Dạ. Đó bà, đợi con lấy gạo xuống đưa bà nữa ha. Dạ dạ. Rồi bà nấu ăn nấu uống ở đâu? Đúng ở đâu bà? Đúng sao? Sao? Đâu? Có khi gửi cho chị giao nấu giùm thì nấu đây. À chỗ này để ngủ thôi phải không? Dạ. Đây con gỡ bà nè. Dạ dạ, gỡ cho con. Dạ. Đây là nặng nặng. Ừ. Rồi thôi bà con đi nha. Dạ. Đây có nước mắm chưa? Lấy lần rồi đây. Đây nước mắm luôn là đủ, ba bịch gạo ba thùng mì đủ chưa? À, dạ thì sau thời gian này khoảng hơn gần một ngày hả Đạt ha, gần một ngày đã phát xong hết 4 ấp trong thị xã Tân Bình thuộc huyện Tân Bình của tỉnh Đồng Tháp. Một lần nữa Bùi Hồ thay mặt những hoàn cảnh khó khăn xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản, xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ và đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chúc chị cùng gia đình và sức khỏe an lạc. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ từ trước đến thời điểm này, và danh sách chi tiết thì Bùi Hồ sẽ cập nhật ở cuối clip cho cô bác của anh chị. Còn nhiêu đây nữa là hết rồi nè, đó, ở chiếc xe bên đó. Nói chung là hai xe mà 6 người đi thì mất bể, chứ không còn